chuyến hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2020 mình trực tiếp xuống xe bò đấy. Anh cho xuống anh. Đi đẩy cho nó uống, còn nào uống được không? Đây đây đây, anh xuống đây. Anh, đây đây. Đây đây, đây xếp họ luôn. Đây đây, xếp họ luôn, xếp họ, xếp họ. Xếp họ luôn. Bỏ lửa ha. Đây luôn, đây luôn, đây luôn. Kế luôn, kế luôn. Kế luôn, kế luôn. Khỏe, khỏe ra, cột cũng khỏe đó. Bà bê, con này đầu tiên thì con Pháp, con này con bê. Con Pháp, đẹp kỳ luôn. Chút. Ê, đây. Hai con kia tao kế nữa xong. Đi. Chắc luôn. Con này vào Pháp. Anh khách này anh ở ngoài Lâm Đồng ở Ninh Thuận, anh cho mua bò gì anh cho béo. Đây, xuống Pháp. Chú luôn. Nè 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 nè, đúng 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 được. Dây được. Không nói được. Con này cũng dễ rồi. Con béo luôn, béo luôn. Béo con, để vô, để vô, để vô. Rồi, đây 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 nè, sau lưng con kế con này nè. Con này nè, con này nè, mới lộ nè. Ừ được, được, được. Rồi, vô luôn. Đi. Con này đâu vô đây nó có sao. Rồi đó. Cái nhỏ lấy rồi. Tại bò mình gồm có 3 Pháp kem, 3 bê. Xác cho anh để cho anh nó 28.500.000. Con này là 30.500.000. Con hai con đó, con này 31.500. Đó, con này với con đó là giá luôn, cũng được không? Này nè. Xác luôn. Rồi còn số 4. Số 10 ha. Số 11. Số 11.
Dạ. Con số 12. Con số 12 lần 3B mới về. Đúng. Con số 10 lần bà Pháp mới về. Con số 9 mới về. Con số 11 mới về. Con số 5 là mới về bà Pháp. Con số 01 bà Pháp. Con số 02 là bê kem chì. Con nít chà bè đây, con bò này cái đùi nó không. Bò này cái lưng đùi nó không có thua gì bò có lớp ha. Bò cái bê kem chì nè. Con nít chà bè. Bê kem chì ha. Con số 02, 03 chứ. 03 là con bò bông. Con số 4 là bò Pháp mà lỡ lứa. Con số 7 là bà B. Con số 8 bà B. Con số 6 bà B. Con số 10 là bà Pháp. Con số 12 là bà B. Con số 11 là bà Pháp lỡ lứa. Con số 9 xương rất to đòn dài ha, rất cao ráo. Con số 5